Kính thưa quý vị, lính cứu hỏa giải cứu một con thiên Nga bị mắc kẹt vào cáp điện thoại. Một con thiên Nga đã vừa được giải cứu bởi 5 nhân viên cứu hỏa sau khi nó bay vào hệ thống dây điện thoại và bị mắc kẹt trong đêm tối. Chú chim nói trên đã được phát hiện trong tình trạng treo lủng lẳng ở độ cao 15 feet, nằm bên trên một con đường ở Edinburgh vào khuya ngày hôm qua. Các nhân viên cứu hỏa đã phải mất đến 35 phút để giải cứu cho con vật với sự giúp đỡ của một chiếc thang gấp và lưới bắt chim. Chú chim này đã được phát hiện bởi người dân tại địa phương, những người đã gọi điện báo và yêu cầu sự giúp đỡ từ dịch vụ cứu hộ. Hiện nay, chú Thiên Nga nói trên đang được chăm sóc bởi một bác sĩ thú y tại địa phương và sẽ được chụp x-quang để đánh giá thương tích.